Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó là củ lùng ở trong đất cát. Củ lùng trong đất cát thì cái củ nó tròn tròn dễ thương như các bạn, nó không có bị sần. Còn củ lùng trong đất thịt thì nó sẽ bị sần, tại đất thịt nó cứng, củ lùng nó phát triển không có đều. Còn trong đất cát thì củ nó trồng nó phát triển rất là đều như thế này. Đặt hàng củ lùng các bạn qua đầu liên hệ bên số điện thoại bên dưới nha, hoặc là đặt hàng qua đường link cũng được. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.